Sao con gì đây? Con như mẹ. Đuổi nó đi. Đuổi, đuổi đi, đuổi đi. Đuổi làm sao? Cút đi mà. Cút đi hả? Không phải đâu. Tội nghiệp không? Bây giờ tối nó ra ngoài đường rồi. Đi đi, nhanh lên. Đi. Đi, ghê quá. Con như mẹ đưa. Ghê quá. Con như mẹ đang đùa. Con đuổi đi, con đuổi đi. Úi, con dế mèn nó bị gãy một càng rồi. Ôi, nó bị gãy mất một càng rồi này. Đây nè, nó bị gãy một càng rồi nè, trai thấy không? Đây này, càng càng bên này nó còn này, thấy không? Trai thấy cái càng bên này nó còn đấy. Ý, đâu rồi? Không có cái còn. Thấy chưa? Trai thấy chưa? Cái càng nó bị gãy rồi. À, cái càng nó bị gãy, chắc nó đánh nhau này, chắc con này đánh nhau này, nó bị gãy mất một càng rồi, trai thấy không? Trai thấy không? Đây này, nó còn có càng một này, trai thấy còn càng không? Đấy, thấy chưa? Cái càng bị gãy rồi. À, nó có bốn cái chân này. Hai cái dâu. Nó bị rồi. À, nó có hai cái dâu rồi, trai thấy hai dâu của nó không? Ờ, con dế mèn này nó ba đuôi. Ba cái đuôi. Không phải cái đuôi đâu. Thấy cái gì? Không phải cái đuôi đấy. Không phải cái đuôi thì cái gì? Đây này, cái đuôi của nó. À, thì đúng rồi, cái đuôi của nó. Con này nó có ba cái đuôi. Con dế mèn này nó có ba cái đuôi. Hả? Nó hai đó. Ừ, đây này, nó có ba cái đuôi. Đây, trai thấy không? Nó ba đuôi này. Trai thấy là 1, 2, 3. Một cái đuôi ở giữa nó ngắn hơn hai cái đuôi ở bên hông. Ừ, đây này, trai thấy chưa này, nó có hai cái dâu để nó dò đường này, hai cái hai cái wifi này, thấy chưa? Trai thấy hai cái wifi của nó chưa? Đấy, nó dò đó, thấy chưa? Hai wifi của nó này. À, đúng rồi, hai cái wifi của nó này, trai thấy chưa? Nó đang dò đường, trai thấy không nè? Đấy. Con ní đồ em đồ. Nó đừng, nó cắn nước chạy này. À, đúng có nữa. Đừng ơi, nó cắn hả? Đúng mà. Đừng mà hả? Đúng mà. Không sao đâu, con dế nó hiền, nó không cắn đâu. Đừng có động á. Để nguyên để bố xem nào. Không sao. Đâu. Có gì đâu, chạy cứ ngoan. Có gì không? Ôi, con kiến nó đang tấn công con dế này trai. Ôi, đuổi con kiến đi. Đấy, thấy chưa? Trai thấy chưa? Đừng có động. Sao? Để cho nó đi chứ, bây giờ nó để nó trong nhà hả trai? Để không được trong nhà được. Không để trong nhà được, sao vậy? Lấy chăn chăn gối vậy cho nó ngủ nha. Không mẹ. Không hả? Không cho nó ngủ hả? Không cho nó ngủ với mày, nó lạnh sao? Tối nó ngủ ngoài đường nó lạnh sao? Ngoài đường để rồi. Hả? Ngoài đường không được có mẹ đâu. Ờ, ra ngoài đường bây giờ nó ngủ nó lạnh đó. Không được. Cho nó nằm ở trong chăn nhá. Không. Không hả? Thế cho nó ngủ ở đâu? Cho nó ngủ trong phòng của mẹ đó. Nè. À, cho ngủ trong phòng mẹ hả? Cho nó ngủ nhá, cho nó vào trong nhà ở nhá. Con nuôi nó không? Không. Không nuôi hả? Con thả nó đi bay đi. Thả nó bay đi hả? Nó đi đi, nó đâu có chịu bay đi đâu, nó vào trong nhà nè. Không vào trong nhà. Nó đây đây này, nó vào trong nhà này, trai thấy không? Ý. Cháu chết nặng. Ừ. Trai thấy nó vào trong nhà không? Thôi cho nó ngủ trong nhà đi. Không. Không cho nó ngủ trong nhà hả? Bây giờ đuổi nó đi hả? Đuổi nó đi tội nghiệp nó à. Nó ra ngoài đường nó ngủ nó lạnh đó. Đuổi đi nhá. Đuổi đi. Cho nó ra ngoài đường nó ngủ hả? Nó ra ngoài đường nó ngủ ở đâu? À... Nó ngủ ở đâu? Đi đi. Đi đi, không cho vào nhà đâu. Chúng không cho vào nhà đâu, đi đi. Hí, nó đi rồi đó. Nó nghe tiếng nó đi rồi đó. Đi đây. Không cho vào nhà đâu. Nhanh lên. Đi, không cho vào nhà đâu. Không vào nhà. Không, trai không cho vào nhà hả? Trai không cho vào nhà hả? Trai mất con dế đi con này. Ờ, chắc nó bị thương nên nó bị thương, nó đang tìm kiếm bác sĩ nè. Thấy không? Nó bị thương, nó gãy mất một càng, nó tìm kiếm bác sĩ đó. Gọi đội chó cứu hộ tới. Chờ đi. Hả? Nó đi đi. Nhanh lên. Đi ra khỏi nhà đi. Bố ơi, nó bị cái càng kìa. Ừ, đó. Nó bị cái càng kìa. Ờ, nó bị gãy. Hả? Mất kìm. Chúng bên đường đó. Con cho nó ra ngoài đi. Con bắt nó ra ngoài đi. Con không bắt được. Sao vậy? Nó sợ quá. Nó sợ quá hả? Có gì đâu sợ, con dế này nó hiền lắm. Đây này. Con dế nó hiền lắm, nó ngoan, nó hiền lắm này, con chó, con dế này nó nành lắm, nó đâu có làm sao đâu, nó đâu có ấy này đâu này, đấy, con dế hiền lắm. Con dế. Ừ, con dế hiền lắm này, đấy, đấy chưa.
Con bé nó hiền lắm nè. Đó. Thôi đi ra ngoài đi. Không cho vô nhà. Cho đi nhớ chài. Cho đi qua nắng. Không. Thôi nằm nhà cho nó ở đi chài. Nhớ. Nằm nhà đi thôi, đi đi đi. Đi đi. Nhanh nhanh. Đi đi nhanh. Đấy, nó đi rồi. Mới ba anh trai, ba anh chém mèn nhá. Đi rồi.